là bây giờ bên phía của Meliad có ăn được con cua dưới hay không mà thôi. Palace lao vào tấn công Hiếu Ba. Slay khiêu khích được hai người, combo rất đẹp. Nhưng họ cũng bị trả sát thương. Palace đang thấp máu. Palace nằm xuống chiến công đầu dành cho Hiếu Ba. Slay tốc biến bỏ chạy. Sứ giả hút một cái là có trụ đầu dành cho Buffalo. Và họ có được trụ đầu. Trắc trối, Naun. Anh ta không còn trên bản đồ nữa. Pha đó kia ra không có mặt ở đường giữa, Levi không dám cướp bãi chim biến dị và anh ta cũng không chắc chắn rằng Meliodas đang ở đâu. Trong khi đó đường trên bão sấm sét được tung ra, Yoshino chuyển dạng búa lao vào, Levi có mặt tốc biến tới, Raizo cũng tốc biến, nhưng ta sẽ phải nằm xuống chiến công đầu cho Yoshino. Đây liệu có phải là một quyết định chính xác hay không đây? Naun đang chạy vào, giả dạng thành Palace, Slay đang tiến tới, Kiaya đang tiến tới, khóa bóng tối sẵn sàng, đó hụt, Slay cấp 4, Slay thấp máu, Slay có thể phải nằm xuống, Slay đã nằm xuống, Naun là người có điểm hạ gục. Kiaya dính sóng âm, Meliodas vẫn chưa bay vào. Anh ta bay vào với một tình huống vô ảnh cướp, nhưng Kiaya đã hồi sinh được và Gam có hai điểm hạ gục. Palace hết máu và hết cả năng lượng. Pha giao tranh gần như là hoàn hảo dành cho Gam Esports. Levi sẽ tìm kiếm điểm hạ gục này, nhưng Palace chạy, Palace móc vào tường, nhưng Levi vẫn có điểm. Và anh ta cướp được thành công khi mà những áp lực mà Yoshino tạo ra đứng trên vẫn đang là quá lớn vào mặt của Raizo. Liên tiếp là những tình huống trao đổi có lời. Băng thủ được, cướp bão sấm sét băng thủ được. Và để xem, Levi đang tìm góc, cướp được bão sấm sét lao vào, bật luôn bão sấm sét làm chậm Raizo. Raizo bị làm choáng trong trụ, cố gắng dãy dụa với cái bão sấm sét của riêng mình. Levi cướp được thành công chiêu cuối của Kai'Sa và lao vào Meliodas nhưng không đáng ngờ ai cả. Naun bị bắt, Naun bị dính thiêu đốt, nhưng bên này Palace nằm xuống trước và Naun may mắn là được bù ra bởi Meliodas và chiêu cuối Raizo bật vào khoảng trống. Meliodas đang chạy, đu vào người đồng đội của mình. Yoshino cầu sấm, nó không trúng Meliodas, Meliodas đang bị giữ chân. Anh ta bị làm chậm, bị hất tung và Meliodas nằm xuống. Palace cũng gặp nguy hiểm, khóa bóng tối không trúng, nhưng những cú quỷ kiếm đắc kim của Kiaya quá ghê. Anh ta chặt gãy người Palace và bây giờ Gam chỉ có một điều duy nhất đơn giản để làm là lao vào trụ để tấn công đối phương. Bão sấm sét của Raizo không có nhiều tác dụng lắm, không hề có sát thương. Piccolo còn một chấm máu chạy về và Slay có thể tốc biến qua tường ở góc này. Anh ta đang chờ đợi. Levi đang khá là thấp máu, Levi bắt đầu mở vào, anh ta có đồng hồ hay không? Anh ta có, vẫn có thể sống được, anh ta đang bấm đồng hồ. Gap đang tràn tới, nở hoa được dùng. Levi tốc biến, Levi bị tắt điện. Raizo tới hơi trễ, hai điểm hạ gục cái bóng Palo. Raizo lui về, Gap bắt đầu phản công. Kiaya chặt vào toàn bộ đội hình của Palo và chặt quá rác. Palace bị làm choáng, Palace nằm xuống. Đó là ba điểm hạ gục và Kiaya chưa muốn dừng lại. Anh ta biết Naun đang ở đâu, anh ta lướt qua tường. Và Naun đã khung khéo chạy về phía trên và bấm B về chỗ mà đối phương không có tầm nhìn. Đây có thể là đột biến khi mà Yoshino đã tìm ra được vị trí của Raizo, lao thẳng vào trong chiêu thức, nhưng Raizo vẫn có thể khả năng thoát về được. Cầu sấm không thành công và dây chuyền được dựng ra, Raizo sẽ phải nằm xuống. Còn Badon đang đứng trước các thành viên của Gam Esports. Cuối cùng thì Gam đã tìm ra được lời giải và chính là Yoshino, một khoảng trống dành cho Gam. Nhưng ở đường trên, Kiaya đang bị hai người quay, nhưng ta bật đi chiến binh tận thế và bắt đầu lui về, bắt đầu câu giờ, tốc biến lại, chém Naun, Naun bấm đồng hồ và một chấp hai, nhưng Kiaya có được điểm hạ gục và khiến cho Meliodas phải bỏ chạy. Bình luận bản đồ nhỏ nó hơi khó, bây giờ chuyển bình luận bản đồ to nè. Palace tốc biến bỏ chạy và anh ta thoát đi được, nhưng cái trụ và cái nhà lính này thì không có chân để chạy. Kiaya quá khỏe, anh ta một chấp hai và vẫn hạ gục được thành công Naun. Và sau đó thoát về thành công với mạng sống của mình. Lao vào đến từ Levi, nhưng Piccolo có thể thoát đi được. Levi né đi cái thủy lô tầm nhiệt bằng một tình huống bấm đồng hồ. Tiếp tục là Yoshino lao vào, nhưng không làm được gì cả. Nhưng lính ở đường giữa đã tràn vào quá nhiều. Đây có thể sẽ là bàn thắng đang đứng trước các thành viên của Gam. Gam đang đứng trước bàn thắng rồi, và họ sẽ tìm được nó. Palace là nạn nhân thứ 17 của Gam ở trong ván đấu này. Hai trụ bảo vệ nhà chính của nhà đương kim vô địch đã không còn, và Gam Esports đã có câu trả lời của mình. Không ăn được Baron không sao, vẫn cân bằng được tỷ số 1 đều. Meliodas sẽ được hưởng một cái đợt lĩnh lớn. Nhưng mà cái kèo đấu này thì Naun đang gặp khó rồi nha. Tới cấp 6 là không đánh lại, còn solo trong trụ. Yoshino có được pha hạ gục. Khu rừng trên cũng rất gay cấn, lần này hai chất tướng nó đã khác rồi. Palace Piccolo đang di chuyển tới, nhưng mà anh ta cũng không có chiêu cuối, cũng không có nhiều sát thương nha. Kiaya thì đã có thần ca sấu rồi và anh ta rất mạnh. Slay tốc biến lên khiêu khích ba người và Gam đang tràn tới, đẩy được Palace về. Levi tung đùng đủ nổ rất đẹp và Naun đang hết máu, Naun còn một chấm máu, Naun gục ngã. Palace tốc biến bỏ chạy, Raizo ở đường trên thì lại bị solo. Chuyện gì đang xảy ra với Dashing Buffalo vậy? Đường trên toang rồi,
Đường trên là không có cách nào để lật kèo được rồi. Chấp 1/3 cây máu, chấp đam của lính. Hơn 2 cấp độ đến từ Yoshino và làm choáng tung ra nó hụt. Nhưng vẫn không thể ngăn được cho Raizo sống ở trong cái pha thi đấu này. Một tình huống xử lý rất bình tĩnh đến từ Yoshino, kết thúc với một tình huống vũ điệu thách thức. Chú sắp ngồi được kích hoạt đến từ Meliodas. Play bên này bị bắt bởi Palet, mà ai là người bắt ai đây? Kia bị bắt và anh ta bị dính chăn chối, bị đẩy về bởi thùng rượu. Và Kia tốc biến thoát đi được. Bên này Levi đã bắt được Palet. Levi còn quá chất máu, anh ta bị kết thúc bởi vị trí Piccolo. Kia chạy được nhưng ta không có tốc biến nên nhớ là như vậy, và Milo đang đuổi theo. Yoshino lại hạ gục được Raizo. Kích quái gì đang xảy ra vậy? Dịch chuyển ra đến từ Piccolo. Gam vẫn đánh được. Yoshino có dịch chuyển, Yoshino vẫn đang đẩy trụ dưới. Yoshino bắt đầu dịch chuyển nhưng Levi bị hạ gục. Sứ giả trong tầm kiểm soát của Dashing Buffalo. Yoshino đang tới, Yoshino có tốc biến, Yoshino có lưỡi kiếm tiên phong. Hiểu ba bắn tên truy kích. Kia Gia đang đứng ngay trên con sứ giả. Anh ta đang bị tấn công. Anh ta mất quá nhiều máu và anh ta nằm xuống sứ giả. Được lấy bởi Yoshino. Yoshino có được điểm hạ gục. Đó là Meliodas. Yoshino vẫn đang quẩy giữa đội hình Dashing Buffalo. Và anh ta vẫn đang sống. Double kill cho Yoshino. Và không cách nào Dashing Buffalo có thể cản phá được Yoshino cả. Anh ta có thể cạnh tranh được với Yoshino hay không? Raizo bị đập 4 lần rồi. Thôi được rồi. Đánh thì đánh làm gì mà cần phải triệt để thế. Em nó 17 tuổi mới đánh mùa đầu mà chơi nặng quá. Bây giờ đánh trong trụ thì Gam vẫn chơi được. Và Meliodas hết đồng hồ, anh ta hóa vàng thật sự rồi. Lại là Yoshino. Lưỡi kiếm tiên phong đang chờ đợi cú hút tiếp theo. Tôi nghĩ rằng nên cẩn trọng hơn một chút xíu. Còn Raizo đi thẳng vào bụi. Ôi, mất quy luôn rồi. Tốc biến theo đến từ Yoshino. Và mất đi cái người có thể câu kéo thời gian, đó là Raizo rồi. Gam cần phải quyết đoán hơn và họ đang làm điều đó. Câu hay, bắt được Meliodas. Meliodas có đồng hồ hay không? Anh ta có nhưng chưa dùng vội, không xuống Baron được. Và đó là Baron. Ui, Slay ơi là Slay. Kia Gia không tốc biến. Palet đang chặn đường. Yoshino có đồng tới. Đó. Liếm nhẹ cái nè, né nhưng bị kiệt sức. Combo vào với Meliodas, Piccolo đang bắn. Nhưng Levi, Hiếu Ba và Yoshino đang tới. Và khi chúng ta nghe câu đó thì không còn sau đó nữa cho Dashing Buffalo. Viên rất yếu ớt của Dashing Buffalo trước một Yoshino quái vật mà thôi. Rồi thôi xong. Cái pha này bình luận mới nói gì cả với Yoshino. Chặt ai là người đó chết. Tôi còn chưa kịp nhìn ra thì không còn ai bên phía Dashing Buffalo nữa rồi. Một màn trình diễn siêu carry đến từ Yoshino của Gam. Và họ, xin nhắc lại một lần nữa, họ đã trở thành đội đầu tiên đánh bại nhà đương kim vô địch Naun trăn trối. Và đó đúng là trăn trối thật. Anh ta nằm xuống. Raizo quyết định dừng số lần nằm xuống của mình ở trong ván đấu này ở con số 8. Và anh ta cũng bị quét sạch. Gam hạ gục Dashing Buffalo. Không thể tin được. Đó là Gam Esports, người chặn đứng chuỗi bất bại của Dashing Buffalo.